là món lưu ý là lasagna nè. Bây giờ làm toàn là đồ hộp không ha. Nè, cái hộp lasagna là cái bánh lasagna, bánh nui á, có bơ, đây là cà hộp, quế tây, cà chua, hành tây, cà chua hộp, cá thu hộp, phô mai, với sữa, rồi cho thêm với cái bột nữa, cái bột mì ấy, chút nữa mình khuấy cái sữa đó. Món này có thể làm ăn chay, nếu mà ăn chay thì mình bỏ ra cái hộp cá thu ra.